Lâm ơi, về ăn cháo không Lâm ơi? Sao rồi? Đỡ chưa? Thôi không đỡ. Vậy ngồi ăn cháo đi. Thôi, làm... Sao? Ăn không? Tôi đút cho. Phong ơi. Ông đưa tôi qua gặp bé Ly đi nha. Thôi, bé Ly nó bệnh ổn rồi, ông đừng lo cho nó quá nha. Ông lo cho bản thân ông đi, vậy ăn miếng cháo khỏe đi. Tôi không sao đâu. Nói chứ. Ông đưa tôi qua gặp bé Ly đi. Thôi, coi kìa, vậy còn không nổi nữa mà đòi qua gặp bé Ly. Nó ở bên quán ok lắm. Bé Ly, để đó tôi lo, ok? Ông thiệt tình. Ông hứa ông lo nó mà ông ngồi đây ông lo nó cái gì? Thì bây giờ ông ăn đi rồi tôi về lẹ tôi lo cho nó nè. Tôi không có đói, tôi khỏe rồi. Bây giờ ông cứ cho tôi qua gặp Mỹ Ly xíu đi, tôi muốn gặp nó. Trời ơi nè, ngồi dậy còn khó khăn nữa. Mặt mày phờ phạc, môi thâm tím. Chừng nào tôi thấy ông có sắc hồng trở lại đi, tôi cho ông đi nha. Nha, ăn đi, yên tâm đi. Nhưng mà ông ngồi đây, rồi con Quỳnh á thì nó đi quay phim, ngày mai nó mới về. Thật sự là tôi để con bé Ly mình tôi không có yên tâm chút nào hết á. Trời ơi, ông lo gì á, bên quán thiếu cha gì người á. Đúng rồi. À, có điện, có điện. Alo nghe ba ơi. Alo, ông đang ở đâu đó, về cơ quán giùm tôi cái coi. Tôi đang lo cho ông Lâm mà tự nhiên kêu tôi về quán. Còn ông nữa. Cái miệng của ông đó, ăn mắm bằng muối, đồ hồ đồ. Con nhỏ người ta đi lang thang rồi giải khuây, mà nghĩ sao ông lang nhỏ tự tử, đúng là đồ hại bạn. Có đâu thì tôi tưởng vậy thôi chứ. Lo cái đầu của ông đó, lớn rồi mà không chín chắn gì hết trơn hết trọi. Ông á, không bằng một gốc của thằng Thành. Ê, bạn bè không có chì chiết lẫn nhau nha man. Thôi ông đi đi nha, tôi lo cho ông Lâm cái. Ủa? Gì? Ông ba đi đâu hả? Công chuyện. Thôi, được rồi, được. Ông đừng có nói nhiều, ông dắt tôi qua gặp Ly đi. Nó ở mình tôi lo lắm, đi. Ê, ngồi đây, ai nói ông ở mình? Chứ sao cứ nó ở mình với ai nữa? Con Thành. Thành hả? Ờ. Ừ, nếu ông Thành á thì tôi cũng yên tâm, không sao. Ăn đi. Ủa? Ê, ông ba đi, bây giờ Ly ở với một mình với Thành, tôi thấy là bất an nha. Tập trung ăn, tôi về tôi phải canh bé Ly, không thôi nó làm điều dại dột. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.